sẽ giới thiệu cho các bạn xem một số mẫu nhẫn nam tầm khoảng hơn 6 phân cho tới khoảng 2 chỉ hơn nha các bạn. Nhẫn nam đơn giản nha. Thường thì nhẫn nam nhẹ thì nó cũng nhỏ nha, chứ không có được to như những chiếc tầm hơn chỉ 2 chỉ nha các bạn. Hai chiếc này 6 phân 9 thôi. Đây nhẫn nam 6 phân 9 nè. Nhẫn này là người lớn đeo nha các bạn, không phải là nhẫn em bé nha. 6 phân 9 này đó, tầm khoảng hơn 2 triệu được xíu nha. Đá màu đỏ luôn. Ni tay này thì cũng dành cho người hơi nhỏ một chút xíu nhé. Đây chiếc này 7 phân 7 thì tay lớn có thể đeo được nè. Cũng là đá màu đỏ nha. Nhẫn này nhẫn bọng nhưng mà 7 phân 7 thì tầm khoảng gần 3 triệu nha. Tầm khoảng 2 triệu 7, 2 triệu 8 các bạn nha. Có một số tay nam rất là nhỏ nên đeo mấy nhẫn này được nha các bạn. Đây chiếc này 7 phân 3 thì tầm khoảng 2 triệu 6, 2 triệu 7 nha các bạn. Hai một chiếc hộp đỏ vuông nhỏ, chiếc này 5 phân 4 thôi. Cái này em tầm khoảng hơn 2 triệu, 2 triệu nha các bạn. Đá màu đỏ thì hợp với mệnh thủy, hợp mệnh hỏa, hợp mệnh thổ nha. Còn đây màu đen thì hợp với mệnh thủy. Chiếc này 7 phân 6 thì tầm khoảng 2 triệu 7, 2 triệu 8 nhé. Giá vàng hiện tại thì 3 triệu 380 ngàn một chỉ nha các bạn. Đây màu đen cũng rất là nhiều nè. 5 phân rưỡi thôi. Đây, tay ai nhỏ nhỏ thì đeo được nha. Tầm khoảng 2 triệu nha các bạn. Đây chiếc này 9 phân 2. Tay bự cũng đeo được luôn nha. Cái này tầm khoảng 3 triệu 7, 3 triệu 8 nha các bạn. Đây chiếc này 9 phân 4 đúng tầm khoảng 3 triệu 6, 3 triệu 7 nha, tính luôn cả tiền công nha các bạn. Màu xanh nè, một cái này mình mọc 6 phân 6 thôi. Thì tầm khoảng hơn 2 triệu, 2 triệu 3, 2 triệu 4 nha các bạn. Đây có màu đen siêu bự luôn nè, 8 phân 7 các bạn. Cái này tay ai bự một chút xíu đeo mới vừa nha. 8 phân 7 thì tầm khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu một chút xíu nha các bạn. Đây có một chiếc màu đỏ nữa. Đây. Chiếc này 7 phân, tầm khoảng 2 triệu 6 nha. Màu đỏ thì hợp với mệnh thổ hoặc mệnh hỏa nha các bạn. Đây còn đây là màu đen nè, 9 phân 4. Thì tầm khoảng 3 triệu 6 nha các bạn. Đó là một số nhẫn hộp nha. Còn đây là một số nhẫn trên nha các bạn. Chiếc này 9 phân 1 nha các bạn. 9 phân 1 thì tầm khoảng 3 triệu rưỡi thôi. Đây. Đây nhẫn trên không có đá nha. Đây chiếc này thì 1 triệu 42 thì tầm khoảng 5 triệu nha các bạn. Đây chiếc này cũng tương tự nha, 1 triệu 32 thì tầm khoảng hơn 4 triệu, gần 5 triệu nha. Đây chiếc này thì cũng 1 triệu 32 luôn. Mặt triệu phước nè, tầm khoảng gần 5 triệu nha các bạn. Còn bên trên này thì một số chiếc nhẫn to hơn một chút xíu nha các bạn. Chiếc là 1 chỉ 32 luôn, cũng chữ phước luôn nha. Có mặt vuông nữa các bạn, 1 chỉ 36, tầm khoảng gần 5 triệu nha các bạn. Đây chiếc này cũng rất là đẹp hình con hổ đây, có 1 chỉ 25 thôi. Tầm khoảng hơn 4 triệu nha các bạn. Chiếc phước này to hơn đúng không ạ, 2 chỉ 17 cỡ to hơn nha, nó sẽ nặng hơn tầm khoảng gần 8 triệu nha các bạn. Mặt chiếc phước này có đủ size luôn nha, có hình vuông hoặc hình tròn. Đây dạng hình tròn thì cái này 2 triệu 75 nè, tầm khoảng 10 triệu nha các bạn. Đây rất là sáng luôn. Có hình vuông hình chữ nhật to bự nha, đủ kiểu nha các bạn. Cái này 3 triệu 17 nhịn đúc nha, thì tầm khoảng 10, 11 triệu các bạn. Đó, mặt chữ phước bên mình cũng rất là nhiều. Đây hình con rồng này, 3 chỉ 52 khoảng 12 đến 13 triệu nha. Đây cái chữ thỏ rất là đẹp luôn các bạn. 2 chỉ 66 thôi tầm khoảng gần 10 triệu các bạn. Đây trên này
con đại bàng này, hình con đại bàng này rất là sáng, mình nhận đây nhận đúc nha. 4,57 triệu thì tầm khoảng 16-17 triệu các bạn nha. Có chiếc siêu bự và rất là nhẹ, 2,52 triệu thôi, thì tầm khoảng 9 triệu nha các bạn. Đây mình có cái cỡ này, có 3 cỡ to nhỏ. Chiếc này nặng nhất là 5,42 triệu, tài lộc thì tầm khoảng 19 triệu nha các bạn. Còn có chiếc nhỏ hơn một chút xíu này, 4 triệu. Đây chiếc này nhỏ hơn nha, 4,99 triệu, cần 5 triệu đi bạn, tầm khoảng 18 triệu. Đây còn rất là nhiều mẫu bên này. Đây có chiếc nhẫn đúc con rồng nữa bạn, 2,66 triệu thì tầm khoảng hơn 9 triệu một xíu nha các bạn. Đây còn màu cạp nè, 2,57 triệu thì tầm khoảng 9 triệu nha các bạn. Bên này còn đây có kiểu mới 2,72 triệu tầm khoảng 10 triệu nha các bạn. Đó là một số mẫu nhẫn trên không có hộp cá chủ nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.